Thì thầy chỉ dùng một bữa và thầy ngủ ngồi và thầy lượm nhặt những cái áo bên gian đường đó, thầy giá lại thầy mặc, và nửa tháng thầy tắm một lần. Hồi lúc nếu mà thầy chưa xuất hiện thì cái hạnh đầu đà đã ngủ quên, không ai biết đến đó. Thì nhờ thầy xuất hiện bây giờ mới mới người ta mới biết đến hạnh đầu đà. Nói chung mình cũng phải mang ơn thầy gì đó. Còn nếu mà nói về mà cô Hằng, cô sẽ nói gì về thầy nếu mà có quá khứ hay cái gì đó thì em nghĩ nó cũng không nên, tại vì cái điều đó đã qua rồi. Bây giờ cái hiện tại là cái gì quý vị? Hiện tại chúng ta sống trong năm 2024, mọi thứ đã được phơi bày rất là rõ. Nhưng mà có những cái chúng ta cũng phải chừa cho mọi người một con đường sống, bất cứ là đúng hay sai. Dù cái này là nói chung cho cô với là nói chung cho thầy luôn. Ai cũng có quyền được sống hết trơn á, ai cũng có quyền tự do ngôn luận, nhưng mà mình nói không tổn hại đến người khác và nói những điều tốt đẹp. Còn nói như vậy nè cũng gây ra cái giọng ngữ, và mà nói gì cũng nghe cũng một cái nghiệp, nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Thì dù gì như gì, cái phước đức lớn nhất trên đời này không phải là để phanh phui hay là để phơi bày sự xấu sự tốt gì của mọi người, nhưng mà phước đức lớn nhất của cuộc đời này chúng ta đưa con người đến tu tập mà giác ngộ, mọi người đó đắc đạo luôn, là phước đức của mình nó lớn vô lượng, hơn 1.000 xe báo trên đời này không có thể nào mà so sánh được. Phật thì lời nói đầu tiên cho các nữa là chào đến bà con cô bác trong nhà ngoài nước cùng anh chị em. Hôm nay bạn em sẽ thay thế các khán giả để đặt ra những câu hỏi em, để thay thế quý vị khán giả em sẽ trả lời những câu hỏi đó. Thì có thể là những cái ý câu hỏi này nó sẽ trùng với những thắc mắc của khán giả hay quý vị, thì có gì quý vị cứ bình luận câu hỏi lên để em biết mà em trả lời. Có nhiều khi em cũng không biết phải hỏi gì á, em mới lên mạng tìm những câu hỏi đó để mình hỏi lại, thì mỗi người một cách hiểu về một cách diễn giải khác nhau, không ai giống ai, thì em sẽ trả lời theo góc độ của em. Thì có gì mà quý vị bỏ qua, Nam Mô Di Đà Phật. Xin chào Mộ Dung. Có những vị Phật tử và những khán giả hiện nay có rất nhiều trong gia đình có người thân hoặc chính bản thân của mấy của Phật tử khán giả đó, người ta thường có những vấn đề về tâm linh. Có những người bị hành căn nhưng mà người ta vẫn nghĩ mình bị bệnh về tâm linh, nhìn thấy những thầy bà lúc này đang rất rầm rộ trên mạng xã hội, nhiều người vẫn hay đi kiếm những thầy bà đó. Ai nghe đồn ở đâu có thầy hay, có thầy giỏi trên mạng này, người ta tự tìm đến. Mộ Dung có thể nào lời khuyên cho những Phật tử, những khán giả đó như là khuyên nào không? Nói chung câu hỏi này rất là hay quý vị, thì em sẽ trả lời theo góc độ của em. Nói chung là ngày nào lướt mạng xã hội đó thì cũng thấy rất nhiều người kiểu mà từ TikTok đẩy lên, và chúng ta thấy là có thể là có những người họ gọi điện đến để mà để quá giải cho họ. Có người thì quá giải về bên nhà cửa, có người quá giải thì bên mặt cái hữu hình là cái xác hữu của mình, là kêu bằng là làm cái này làm kia dở xác đó mà tạm gọi, hoặc là bày vẽ những hình tướng khác. Em nói gì quý vị hiểu ra để mình nói nó mất lòng lắm, tại vì văn hóa dùng miền khác nhau. Dù chúng ta tốn mấy trăm triệu bao nhiêu đi chăng nữa, dù ở đây á bữa thầy về làm cái này làm cái kia đó, thì em nói quý vị á, nhân quả để đâu? Quý vị nhớ câu này nha, nhớ câu này đến suốt cuộc đời đi theo với mình. Nhân quả để đâu? Thì ông thầy đó ông đã già và ông làm cái gì chi nữa, và nếu làm tại sao mà không làm miễn phí mà lấy tiền mình như đó thôi, để mình biết cái con đường hành trang của mình để mình chọn thầy hay bạn tốt đó. Thì nếu mà thầy đúng chân chính không có lấy tiền, cho lấy không cho thôi không cần, đó đúng thầy chân chính, nghĩa là mình không có kiểu mà phô trương lên. Còn nếu mà nói về quý vị dạo gần đây gầm gộ lên thì có rất nhiều thầy bà được TikTok đó quý vị. Có những người em thấy em không biết nào mà bình luận, em kêu quý vị nên dừng lại hay đi tiếp, thì cái cả các clip của em đó em đã chia sẻ hết rồi, phương thức. Nhưng mà cũng dùng nông thôn của mình nè, có nhiều thầy hay lắm mà tại sao tao không đi, tao phải đi cái tìm những ông thầy trên mạng chi vậy quý vị. Em nói quý vị nghe câu này, nếu mà họ có đủ lực đó, họ thiêu đốt cái này kia đó, thì nếu mà kiểu mà thiêu đốt các linh hồn hoặc là bắt những vong linh đó đó, thì em nói quý vị nghe một câu gì ha quý vị, tự mở nha. Em dắt họ đi một vòng Việt Nam, họ đi tới ngõ ngách đi đúng vòng Việt Nam, chắc ma quỷ chắc họ gom vô hết rồi, họ hầu hết rồi. Có nghĩa là họ giỏi tới mức độ đó đó, quý vị nghĩ làm được không? Làm được. Cái nhân quả của mình phải gặp đúng thầy đúng duyên của mình. Và chúng ta khi đau chân há miệng chúng ta thấy đăng lên đâu chúng ta đi tìm,
chúng ta tìm nhiều khi em không biết nó là đúng hay sai quý vị, nhưng mà thật sự ra em không thể nào kêu quý vị dừng lại được. Nên thật sự bữa nay đúng duyên câu hỏi này, thấy mà xót xa trong lòng nó quý vị đau lắm. Em nói quý vị, bệnh thì tính bằng năm bằng tháng, không có tính bằng ngày, làm gì có ngày hay ngày hết. Chúng ta thấy chúng ta chạy theo, nếu mà ông thầy đó làm nhẹ nhàng còn thấy mất mất tiền nhưng mà không có đau thể xác, còn nếu mà đau thể xác mà tốn tiền nữa. Quý vị thấy em đau từ hết thịt của em mà em không biết phải nói như sao quý vị. Cái gì vậy quý vị, phải đi từ quy trình, dù con quỷ nó có ra đi chăng nữa đi, em dám chắc với quý vị vài bữa nữa cô đó đi ra sẽ bị cái người khác phóng tới. Đó là như vậy. Tại vì em là người từng đi thầy nè, có những người thầy ta nói là khóa xác lại đừng cho cái dòng khác vô. Khóa bằng cách nào? Bằng cái lực của thầy đó đưa vô mình bao nhiêu bên da trong xác mình để giữ xác mình. Mà nói chung á, tùy theo nha, như cái niệm á thì nó sẽ như cái người mà người ta nhẹ mà ta không đến nỗi bị mà hành căn mà sát hội á, thì có thể là sợi dây nó có công dụng 3 tháng hoặc 5 tháng nửa năm, ví dụ vậy, thì mình phải đến mình đổi. Có những người vừa mới đeo vô hoặc là khóa xác lại đó thì chút xíu đi cũng bị nhập bình thường. Nên cái này em nói chuyện quý vị, nhân quả để đâu, quý vị phải cố gắng tu tập thì quý vị sẽ vượt qua tất cả. Còn quý vị đi thầy nào mà cái hồn mình thấy chịu thì cứ đi, mình có duyên với thầy đó mình cứ đi, từ 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 mình sẽ khỏe, chứ không phải một hai ngày. Và thêm một điều nữa quý vị, em chia sẻ gì em lướt TikTok em thấy có một điều là rất là đau lòng, thì các bệnh nhân tâm thần họ rất là tỉnh táo, cũng giống như mình bị hành căn. Có khi cái thời gian mình trong ngày 24 giờ đi, cái thời gian điên loạn có thể là của họ có thể là 2 tiếng nha. Cũng mình thì ít hơn, mình là người bình thường mình ít hơn được chút, có thể là thời gian điên loạn trong đầu của mình có thể 2-3 ngày nó mới bị trầm cảm hay bị những cái nội tâm của mình nó đấu tranh tự nói chuyện với nhau, hoặc là mình đang ham vọng gì đó tự mình suy nghĩ ra, tự mình diễn giải ra, tự mình biên ra một kịch bản nào đó. Thì tự quý vị đặt em nói nhiều quý vị cũng hiểu ha, thì mình là người bình thường đây nè, cái tâm nó còn rối nù nè, huống chi là những người họ bị hành căn và những người họ đang tâm thần, thì chúng ta phải mở lòng bao dung. Đừng nghĩ mình bỏ tiền hay là mình bỏ vô bệnh viện tâm thần rồi mình quên luôn, mình không có tới thăm, có những người không có tới thăm đâu quý vị, thấy đau lòng lắm. Họ nói những cái lời nói mà mình nghe cái clip đó mình cũng khóc luôn. Thì họ nhớ ba, nhớ mẹ, hoặc là sao mà không tới thăm. Quý vị ơi, khi cái đó bị tâm thần giống như là bệnh nghiệp vậy đó, thì cái đường đó quý vị là người thân, quý vị phải dùng cái tình thương, đừng có đẩy vô trong đó, uống thuốc tâm thần nhiều quá thì cũng không có tốt. Thì nếu mà cái người nào mà ở trong đó thời gian, chúng ta tới luôn từ 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 thì có thể là khỏe mạnh. Còn chúng ta đi, chúng ta phó thác luôn đó cho bệnh viện đó, thì một ngày nào đó họ nhớ mình, họ cũng bị kiểu là họ bị tâm thần họ không ổn định, họ biết là người thân của họ bỏ họ rồi. Có những người nói con không có khùng đâu, chở con gì đi, con bị hành căn, con không có bị khùng đâu, để con ra cứu dân độ thế. Quý vị coi những cái clip rất là đau lòng, tại vì mình là người thân, mình phải hiểu con cái mình, phải biết tâm linh. Cái đó là người ta bị hành căn chứ không phải là người ta bị tâm thần. Mình đưa vô rồi mình mấy tháng hoặc năm mình thăm lần hai lần rồi chính họ nè, họ cũng buồn nữa. Mình là người thân, mình không quan tâm, mình còn buồn, có nên mình bỏ vô bệnh viện tâm thần, mình không quan tâm mà sống chung những người họ đang điên loạn vậy, hỏi sao từ từ họ bình phục được, khó lắm quý vị. Nên chúng ta là người thân trong nhà, chúng ta phải tự cu mang yêu thương họ, mình lấy Phật pháp, mình giáo hóa đó. Thì có một phần là như gì nè, trong đây có hai dạng hành căn thôi gì nè, có một phần là bị hành căn là do nghiệp, có một phần nữa là do gì em biết không, là do mình dùng ma túy á, thì chất kích thích rất nhiều quá có thể gây điên loạn. Cái phần này là mình không có nói được, cái đó này phải dùng rất nhiều thời gian và phước báo để tu tập từ từ mới định thần được, còn không là sẽ bị ảnh hưởng về lâu dài rất là nhiều, nó là bị tâm thần thật sự đó. Còn hình dạng kia là dạng bị hành căn nó khác, nên quý vị phải cân nhắc cái chuyện này. Thì câu hỏi nãy là bị tâm linh và trên mạng thì rất nhiều như vậy á, quý vị chọn những người nào mà mình thấy hợp duyên và không tốn tiền, tốn tiền ít. Còn người tốn tiền mà bài vẽ cúng cái này cúng cái kia nhiều quá tốn tiền đó, quý vị nên ngưng. Thật sự ra nhân quả để đâu, em hay nói câu nhân quả để đâu. Nếu mà chúng ta lỡ có bị mùa ngải lỡ thỉnh của ai hoặc đi thì này thì kia đó, thì thật sự ra cái câu hỏi này là không có định trước, mà thật sự trong đầu em khởi lên là hôm nay em sẽ nói gì vấn đề này. Thật sự rất chung ý với em thật sự là có một cái sự tư tưởng nó tương thông với nhau. Em sẵn chia sẻ với vị, lỡ rồi á mình có thỉnh hay như thế nào đó, chúng ta làm ơn nấu một cơm canh đi, nấu một cơm canh mặn nha, mặn chay đàng hoàng luôn, tại vì bên Giang ta dùng mặn không dùng chay. Mình nấu một mâm, mình nói là hỉnh soạn á, chầu cao, rượu, bông hoa,
rồi đồ binh với tiền vàng bạc thì mình không biết ai ngự trong gia đình không khí nó rất nặng nề, thì hồi đó con lỡ con xe cái này không biết ai hư ém, hoặc là hồi đó con đi thầy người ta lỡ hư ém gia đình con thì quý vị cũng quan hỷ thôi, con nấu một mâm cơm canh hôm nay con mời quý vị dùng, mong quý vị ăn xong về non về núi tu tập quá, thì mình cúng xong đó mình nguyện người ta vậy, rồi mình đốt với tiền mình đọc chú giảng sanh cho người ta, hoặc mình nguyện long hành hộ pháp tiếp dẫn các vong linh này về non về núi tu tập đó, hoặc là 36 vị tổ sư bên gia của 36 vị tổ sư của ai về nhà nấy, mình nguyện ví dụ vậy đi, 10 phần cũng đỡ được 5-6 phần, quý vị làm vài lần đi, quý vị tu tập hồi hướng từ từ cũng hết. Ví dụ như bà cô đi, bà cô đạo này lúc bà làm nhà đó nó hư trên cái lau phong đó, thì cô tu tập cô chị chú cũng 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 nhiều thời gian, quý vị tự nhiên cái lau phong sập xuống ngớt luôn xuống thì mới tá quả ra là người ta nhét nó bùa chảnh đó quý vị, thì quý vị cứ tu đi tất cả sẽ được hóa giải hết quý vị. Còn mình đi thầy bà đó mà tốn tiền quá thì không nên, thật sự không nên đúng quý vị. Còn xung quanh rất nhiều người thầy giỏi, rất nhiều người thầy hay, chúng ta đừng có chạy theo phong trào thì sẽ tiền mất tật mang một phần nữa. Nếu mà giỏi vậy á, em cho đi hết đất nước Việt Nam gom một vòng vậy là, hoặc là đi vòng quanh thế giới là gom ma quỷ hết trơn, nói cái người ta chết, nói cái là thiêu đốt người ta, hoặc là nói cái người ta sợ người ta bỏ, không có đâu. Em từng đi thầy nè, em từng đi mà sư sư cả luôn đó, khi mà cái quan niệm của mình nó tới rồi đúng không vậy, chùm cái áo cà sa kêu bằng là nếu mày ra không trong ra không tao đốt phải không, chùm cái áo cà sa vô em cầm áo cà sa quăng xuống gì luôn, không có đốt được đâu, nó quỷ hành tinh nó khác, tự mình tu tập sẽ đẩy ra được cái điển dương của mình á, mình vô rồi trong phóng vô người mình nè thì con ma nó không chịu được cái lực đó thì tự động nó phóng ra, và tùy theo nha, nghĩa là các vị hành tinh á thì cái phải cần rất nhiều cái năng lượng từ từ ở trên đó điển thiên đó, còn các vị mà nói vong linh mà nhỏ 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 thì chúng ta phải đọc niệm kinh 2-3 ngày là ra rồi, còn có các vị đó phải ẩn trong xác chúng ta rất là lâu đó, thì nó sẽ làm cho đầu mình suy nghĩ rất là nhiều cái thiện và cái ác đó, nó đang xen nhau, nên đôi khi chúng ta cứ chạy theo người này chạy theo người kia hoài cũng tốt. Đó là cách có giải của em, nếu mà lỡ dính bùa hoặc là gia đình dính bùa, nó có 2 dạng, gia đình lỡ dính bùa hỉnh bùa, còn thêm 1 dạng nữa là bị hành căn đó, thì chúng ta phải tu tập từ từ hóa giải, nấu cơm canh cúng nguyện sinh ta về non về núi tu tập, các bên gia cái gì á về non về núi tu tập đó là như vậy, thì mình có thể là họ đi rồi cái đó như cái tờ giấy không vậy thôi chứ không có gì hết, thì đó là cái sự hiểu của em và sự suy nghĩ của em. Thì quý vị gì có lòng hành thì tắt chắc sẽ được kiểu hiển linh ha, thì mình cứ nguyện đi rồi mình sẽ cảm thấy cái từ trường cái từ trường nó sẽ được hóa giải, nó nhẹ nhàng hơn. Em ví dụ cái câu chuyện như vậy, ông chú này hồi xưa ông làm lò rụ, ông làm lò rụ thì cái sau này xây nhà không có làm lò rụ nữa, liếp cái lò rụ đó lại, và cái lò rụ là cái phòng ngủ của vợ chồng, thì chú này cũng lớn tuổi chú biết cũng Phật pháp cũng được nhiều năm rồi, nói chung cũng mười mấy năm mà không làm rượu nữa, thì cái lò cái chỗ lớn cũ thì xây cái phòng vợ chồng, và lớn tuổi thì không còn sinh hoạt vợ chồng nữa, nhưng mà con buổi trưa con gái buổi trưa vô hay nằm nghỉ, và buổi trưa vô trong đó là khó thở mệt nặng ngực, người nó hừng 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 mà nó mệt ép tim, thì chú mới nhắn tin chú hỏi em, chú nhắn tin hỏi em nói gọi điện đi nó cụ thể hơn, và nó nói chuyện rồi thì mới phát hiện ra cái lò đó là cái hồi xưa cái chỗ đó đó là mình hình nấu rượu là có cái hầm hầm lửa trong đó này, cái hầm khí trong đó rất là nhiều rồi đó, thì chị vô cái tâm linh của chị nó nhạy hơn chú nên chị dễ bị nóng nực và ép tim khó thở khi vô cái giường, và em kêu chú á, nấu mâm cơm canh hoặc là dĩa trái cây hoa quả trầu cau. Hồi đó đó con không biết, con lỡ con say con làm clip cái chỗ này là cái chỗ quý vị ngự thôi, quý vị con cung hỉnh quý vị ra nhà con ngự phía sau bếp nhà con, nay là con xây nhà mới rồi quý vị đừng có ở đây nữa, thì cúng xong mâm cơm canh hỉnh hồng dĩ hằng lửa đó ra phía sau đó, thì cái không gian đó nó thay đổi, bằng hôm nay là con của chú hết mệt hết nặng ngực khi ở trong phòng đó rồi, thì chú có gọi điện về phản hồi em chia sẻ là gì thưa quý vị, thì tất cả nếu mà chúng ta dùng lời nói hoặc là chúng ta dùng hành tâm sẽ chiêu cảm được, vì nếu đó bùa đó 5 năm 10 năm sẽ phai chứ không phải còn hoài, thì cái đó là cái gì, cái gì binh gia cái bùa ngải, thì vì mình nắm cơm canh mình cúng đi mình cầu nguyện mình hồi hướng cho họ thì tất cả sẽ được có giải. Có những dạng đó là họ không dám về với binh gia binh kiểu là thầy của người ta sợ bị đánh đó, nên đó mình cứ nguyện long hành hộ pháp tiếp dẫn họ gì trên trên trển luôn, thì họ không không qua không có về chủ, tại vì về chủ sợ bị đòn đó, nó là như vậy, thì đó là sự hiểu của em. Nam mô A Di Đà Phật.
Còn mấy tất cả chúng sanh của mình á, Phật tử hiện tại bây giờ có trong quá khứ á, thường người ta có những cái thù hận oán khí với nhau lúc trong còn quá khứ á. Bây giờ Mùa Dung có thể nào cách chia sẻ cho quý Phật tử khán giả chúng sanh hiện tại có thể nào hóa giải được mấy cái hận thù mà trong quá khứ của mình từng gây ra hồi đó không? Không anh, nói chung là có dai có trả, nhưng mà mình là người học á, mình hiểu được a đây là nhân quả, mình nhịn một câu nhịn chín câu lành. Nếu mà mình cứ làm tới á, cứ kiểu là nếu mà mình không có học Phật á, mình để mình tự nhiên đó nha, nó sẽ cứ qua lại qua lại qua lại qua lại, nó cứ kéo dài từ kiếp này sang kiếp khác. Mình là người học Phật thì mình sám hối, mình nguyện các vị đó là buông tha cho mình để mình tu tập. Còn nếu không có gì, mình từng sát hại người này sẽ tái sanh lại sát hại mình, cứ cứ như vậy vậy hoài. Hai người tự nhiên không có kiểu bằng là không có quen biết nhau mà gặp là không thấy ưa đó, nhìn mặt không ưa đó, hoặc là nếu mà biết nhau đi gặp cái mặt là cũng thấy ghét này, gặp là muốn nói chuyện mất họng, người ta là muốn cãi lộn. Từ nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã gieo rồi, chúng ta biết học Phật thì chúng ta hóa giải cái người này, con không có hương được do cái chắc cũng là nhân quả của con. Thôi con nguyện xin sám hối cho con, bỏ cái tâm sân hận ganh ghét cái người này, mình nguyện mình biết ở Phật mình nhịn, chứ người mất qua người mất lại là sẽ có đó, có cứ cứ như vậy. Cái xác lỡ mà nếu mà chúng ta nóng tánh thì sẽ gây thiệt hại về 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 tính tính mạng, và nếu không đó thì cứ như vậy đáo đi đáo lại hoài, rồi cứ tái lai lại, cứ thiệt hại cái mình, người ta mất rồi cái mình vô tù, cái tiếp kiếp sau cũng bị gan vậy luôn. Nên nó nhân quả là phải trả, nhưng mà mình tu mình biết mình trả nhẹ lên chút, như là vậy là vậy rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Còn hiện tại á, có nhiều Phật tử á, đến chùa phục vụ rồi cúng trường trai tăng cho các thầy, cung phụng các thầy không đầy đủ tất cả các vật chất về kinh tế này nọ, nhưng mà ở nhà trong gia đạo thường quên cha mẹ mình ở nhà, chăm sóc cha mẹ mình không được chu đáo. Tôi thấy hiện trạng như vậy, có hiện trạng bây giờ Phật tử có như vậy có nên như vậy không Mùi Dung? Cái đó chuyện của người ta, nhân quả của người ta, cái lỗi là gì, cái lỗi người ta u mê thì người tự họ thấy cái mắt của họ tự họ mở, mình là người là khuyên người ta thôi. Bây giờ là mình nói nên không nên gì, tại vì người ta thích người ta đi chứ anh lại gì anh cấm người ta, đó là như vậy. Thì người ta thấy quý thấy mến và cũng là kính trọng Phật pháp thì người ta mới đi đó, thì cũng là kính kính Phật trọng trọng tăng nữa thì người ta đi. Nhưng mà người ta quên mất là chữ hiếu nó mới là quan trọng. Nhưng mà có những người họ cũng hiếu ở trong, có nghĩa là ở trong chùa họ vẫn bố thí cúng dường, với cha mẹ thì cũng vẫn hiếu thảo. Nhưng mà mình nói cái đó là gì, phần ít thôi chứ không phải là phần nhiều, nó không đáng kể. Nhưng mà đa phần người ta nói là nói gì nè, chúng ta chạy theo mà quên quay về bên bên trong của mình, chứ mình không có nói gì cái chuyện đó. Thật sự cái chuyện anh nói nó không có nhiều lắm đâu, nó không có đáng kể. Có những người đa phần một số ít đó, là họ tu tập rồi họ mê, họ khen các sư và họ họ quên mất gia đình mình, cái người này mới gọi là đồng cam cộng khổ với mình. Đó là vậy, kiểu khen tặng bên đây nhiều quá mà quên bên đây là người đồng cam cộng khổ với mình thì nó mất đi hạnh phúc gia đình, đó là như vậy. Còn mà nói về cái sự hiếu cha mẹ thì đa phần ít lắm, cái đó còn nói ít lắm. Thì chúng ta hay so sánh chồng mình như thế này thế nọ thì không bằng các thầy, ví dụ vậy. Mình đâu có so sánh gì được, người ta người tu người ta phải nói chuyện lịch sự nhã nhặn, nói những lời đạo đức. Còn như chồng mình là mình hồi đó mình yêu thương mình mới cưới, rồi bây giờ mình sống bây giờ mình cứ đem cái bên đây ra mình cứ khen khen như hoài, người ta cũng tự ái, người ta cũng quê chứ quý vị. Thì quý vị cũng phải hoan hỷ ha, rồi mình biết cái này cũng là duyên nghiệp của mình có con có cái rồi, bây giờ mình cứ vậy hoài gia đình mình sẽ phá vỡ hạnh phúc. Nên mình tu tập rồi để nâng cao đời sống tinh thần để gia đình mình trở nên hạnh phúc hơn. Có những người họ tu tập thời gian họ không có ham muốn chuyện vợ chồng là đúng chứ không có sai. Khi mà mình đã tu mà mình tinh tấn thì cái chuyện vợ chồng mình không có ham muốn nữa, thì bắt đầu mình không có cho chồng mình, thì lúc đó là gia đình mình cũng vô một cái điểm lấn cấn nữa. Nhưng mà chúng ta tu là chúng ta bố thí cái thân xác mình luôn, nó là như vậy. Mặc dù chúng ta muốn hay không muốn vậy quý vị, thì có rất nhiều người, em nói là rất nhiều người chị phụ nữ sao chị bây giờ chị không có muốn nữa, bây giờ chồng chị mà có vợ bé thì chắc chị cũng buồn, nhưng mà chị thì chị không có muốn ở gần nhiều, nó là như vậy. Nhưng mà thực tế chúng ta đôi khi phải bố thí luôn các thân xác của mình, nhưng mà để làm những gì, chúng ta phải là dụ dụ nếu như mình phải dụ chồng mình tu nữa, thì từ 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 nếu mà chồng mình đã ham tu rồi, từ từ sẽ hai bên sẽ giống như là hình tướng là vợ chồng, nhưng ở trong nó hai hai người với hai người bạn đồng tu vậy thôi. Chứ nếu mà chúng ta tu á
chúng ta tu không đúng thì cũng có thể là làm phá tan một gia đình nữa quý vị. Thì đó là sự hiểu của em. Và ngày nay rất nhiều chị phụ nữ thì dính vô cái tình trạng này, không còn ham muốn về cái chuyện mà vợ chồng đó, thì đâm ra thì chán nản mà với chủ gia đình kiểu nó dễ gây đến cái mà bờ vực mà ly hôn, gia đình tan nát. Thì vậy mình tu như vậy cũng không đúng hiểu quý vị. Nên chúng ta tu phải làm sao quay về chính mình và mình biết nhận nhịn đúng nơi đúng chỗ đó là mới là sự trí tuệ hiểu quý vị. Nam mô Di Phật. Còn những Phật tử mà bây giờ người ta cũng đang lưỡng lự, một là muốn quy tam bảo, hai là muốn tu theo tự tại gia gì đó, Mụ Dung thấy cái nào thích hợp trong mấy Phật tử đó có thể người ta tu tập được không? À, câu hỏi hay quá. Thì quy y á, là quy y Phật, quy pháp, quy tăng. Thì thật sự ra đó mình quy y là để tăng nó là một người đại diện, giống như mình giống như là cho Phật vậy đó, quy y cho mình để mới như là đừng có đọa vô ba đường ác ví dụ gì đó, quy Phật bắt đọa địa ngục, quy pháp đọa ngạ quỷ, quy tăng đọa bằng sanh ví dụ vậy đi. Thì thật sự đó là mình quy y, mình có cái giấy quy y chứng nhận gì nè, mà mình chắc mình quy y mình không giữ giới rồi giấy chứng nhận nó làm gì quý vị, cũng đọa địa ngục bình thường, cái đó là cái giấy chứng nhận. Bây giờ chúng ta lấy cái giấy đó làm gì? Nhưng mà quan trọng á, mình quy y xong rồi mình có thực hành hay không, mình có giữ giới hay không, đó là cái điều cốt lõi. Rồi bây giờ chúng ta tu tại gia, chúng ta không biết một chữ về kinh sách, nhưng mà chúng ta kiểu mà chỉ biết niệm Phật thôi, không có gần kinh sách, hoặc là những người họ mình nói là họ không có biết tu gì chơi, nhưng mà họ sống rất là hiền lành, họ rất là đạo đức, họ chỉ biết sống thiện sống lành, bố thí là phước gì thôi, chứ không có biết Phật pháp, cũng gọi là tu rồi đó. Chứ phải tu là nhất thiết phải vô chùa quy y đọc kinh như vậy. Chúng ta quay về cốt lõi bên trong ha, chứ đừng có đi qua bên ngoài nhiều quá nó không hay quý vị. Nên cái câu hỏi này á, mình không phản bác quý vị đến chùa, quý vị cứ đi để như là thoải mái đầu óc và sinh hoạt giống như là chị em với nhau nói chuyện để mà vui vẻ, hay gì mình đi chùa nó vẫn hay hơn là đi quán bar, đi karaoke, đó là như vậy thì nó vẫn là hay hơn. Nên quý vị quay về bên trong giữ giới mới là cái cốt lõi. Còn nếu quý vị đi thì cứ đi, chứ không phải là lấy cái tờ này rồi xong quy y rồi là chưa bằng gì là không có đọa địa ngục là không có, vẫn đọa bình thường đó là vậy. Nam mô Di Đà Phật. Còn mình có thể mình tự quy y Phật tại gia được không Mụ Dung? Cái này không biết à, cái đó là mình tự kêu bằng tự tu tập tại nhà bằng cái sự hiểu biết riêng của mình thì tự đến lễ Phật tự mình tu tập. Còn cái quy y là mình đã quy y trong cái tâm hết mình nè, có khi là cái hữu là mình quy y nhưng mà cái tâm mình nó khởi lên những cái ý nghĩ ngạo mạn, còn những cái ý nghĩ nó sai lệch, hoặc là mình nói mấy ông tăng chứ đâu bằng tôi, mấy ông tăng tính ra bây giờ kêu bằng gì ta, lo tiền bạc bây giờ tự tôi học kinh và tự tôi lo cho tôi, cũng như là tôi giống như mấy ông tăng nhưng mà tôi để mái tóc ví dụ vậy, đôi khi chúng ta ngạo mạn vậy cũng không có được nữa. Nên đôi khi quý vị đi, khi mà chúng ta mà hiểu được điều xuất gia khó lắm, phải có duyên mới đi xuất gia được, nếu không ha gia đình không cho phép, vợ ngăn cản, hoặc là tuổi thanh xuân của mình á, mình tính là không có lấy vợ nhưng cuối cùng cũng lấy vợ, rồi có những người họ đi tu rồi cuối cùng họ cũng bị hoàn tục. Nên đôi khi cái chuyện xuất gia nó khó lắm, mình không có nói được, mình phải trân trọng những người đi tu đó. Thì mặc dù cái đó là ai đúng ai sai sai mình không có quơ đũa, không quơ đũa hết, nhưng mình nói là cái gì chúng ta tự tu tập. Còn chuyện mà tự quy y hay gì đó thì chúng ta tự một góc nào đó chúng ta tự tu tập, nhưng mà quan trọng cái này nè, không có khởi tâm ngạo mạn lên nha, đừng có so sánh mình với sư nha. Mặc dù có những người là tu đúng tu sai cái gì đó mình không có cần thiết, mặc dù mình làm ra rất nhiều tiền, mình tự đọc kinh, mình tự tham khảo kinh sách, đôi khi có những người trí tuệ họ tự tham khảo kinh sách, họ hiến pháp không thua một vị sư luôn, nhưng mà mình gồng mái tóc, nên mình khó có nói chuyện này lắm. Nên dù gì thì dù vẫn phải kính nể người xuất gia, thật sự họ có duyên rất là sâu dày đúng không gì. Còn trong cuộc sống á, mình cũng thường hay cũng mắc vô cái tam nghiệp á, bây giờ mình có thể mình làm cách nào để mình xóa được cái tam nghiệp, mình từ đó thì mình bị nghiệp trong cái tam nghiệp đó không Mụ Dung? Tam nghiệp đó là thân khẩu ý đúng không anh? Đúng thì, rồi. Tam nghiệp đó thì làm sao mà xóa, có cái thân là có nghiệp à, nhưng mà sao né được đó, thì chúng ta chuyển làm sao từ nghiệp xấu thành nghiệp tốt, từ nghiệp bất thiện thành nghiệp thiện, nghĩa là thân khẩu ý, là có thân là có nghiệp đó quý vị. Cái khẩu mình nè, mình nói lời tốt đẹp là mình nghiệp gì, nghiệp thiện, nó là tốt đẹp khuyên người ta tu tập, nó là nghiệp thiện. Cái ý của mình nè, mặc dù nó không có nói ra cũng là cái nghiệp
thấy người này tội quá, ước gì có tiền lo được cho người này, hoặc là mình dắt người này đi chùa cho họ quay về con đường tu tập. Cái ý thiện còn cái ý xấu là như vậy nè: tôi mà tức mà tôi mà có tiền mà tôi phải xử hàng ngày hay dù đó, hoặc là mình có tiền mình phải muốn hơn người ta, mình thể hiện hơn người ta, mặc dù có những ý nghĩ chỉ muốn hơn người ta thôi cũng là có lọt tội rồi đó quý vị. Nên là có hâm mình có nghiệp, nhưng mà nghiệp của mình á, mình chỉ phải chuyển từ xấu thành tốt, từ bất thiện thành thiện. Đó là gì? Cái miệng của mình không phải để nói những lời xấu ác, để nói lời gièm pha, mà chúng ta nói những lời đạo đức khuyên người ta tu, thì đó là nghiệp, mà nghiệp thiện đó là như vậy hả quý vị. Thì đó là cách chuyển của em đó quý anh. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi còn mình thế nào mình tránh những cái giọng ngữ trong cuộc sống, mình có thể bớt được cái giọng ngữ không? được hết trơn á, mà quan trọng quý vị có sốt thật hay không, hay quý vị nói kiểu mà không biết mà nói cho biết, hoặc là không có quý vị him vô, trong him vô cái giọng ngữ là do mình thôi mà. Cái người người ta thật hà, người ta ít nói thì mình không có cái niềm tin, mà cái người khéo khéo miệng mà mồm mép chúng ta tin, tin tin xong mà cuối cùng cuối ta bị sụp hố, đó là như vậy. Nói chung vô mình hết trơn á, thì cái người người ta nói chuyện ít nói là ít nghiệp, mà mình nói nhiều là mình nghiệp nhiều, đó là như vậy thôi. Chứ bây giờ bớt là bớt làm sao, nói chung đừng nói chuyện nhiều, dành thời gian á mình cứ niệm Phật, mình tu tập công việc của mình thì mình làm cho tốt. Trong vòng mấy ngày nay á, thấy xôn xao vụ thầy Thích Minh Tuệ được nhắc đến cho cô Nguyễn Phương Hằng, thì cô cứ nói thì trong vòng 20 tay này cô có thể cô truyền bá những cái gì, hay là những câu hỏi nào về thầy Thích Minh Tuệ để cho mọi người đến Đại Nam để cô nói về thầy Thích Minh Tuệ á. Nhiều người cũng đang đợi chờ những phát ngôn của cô. Mộ Dung thấy thầy Thích Minh Tuệ đang ẩn tu vậy mà tới giờ thì thầy Thích Minh Tuệ đã nhắc đến á, không biết thầy Thích Minh Tuệ có thể gặp được cái nạn gì không, hay là thầy Thích Minh Tuệ được nhiều người biết đến không? Nói chung cái câu hỏi này cũng bất ngờ, cũng khá là hay, cũng thú vị, cũng biết nói gì giờ. Thì bữa giờ nói chung là trên mạng nó có luôn ý kiến quay xe cô Hằng, không ủng hộ cô Hằng nữa. Một luồng ý kiến thì đồng ý với thầy Thích Minh Tuệ là ông này xuất hiện người làm cho nhiều người u mê rồi, đi như vậy thì kiểu mà bỏ nhà bỏ cửa vậy không nên. Có nghĩa là người ta trích xuất cho những cái clip cũ đó, người ta nói ông này đi vậy bỏ cha bỏ mẹ, tu vậy là bất hiếu anh, dù cha mẹ có đến thì cũng không có về nhà, có khóc bao nhiêu thì cũng không có về nhà. Thì thầy đã khóc rất nhiều lần, thầy cũng nói trong cái clip đó, nói chung nó tới nó lui thì cũng là cái quan điểm của mỗi người thôi. Nhưng mà đôi khi đó là vì cái những cái mình nói tạm gọi là vì vì cộng đồng, đôi khi mình về nhà mình tu cho mình đó. Thì bây giờ nói chung thầy có tu ở nhà hay tu trong trong rừng, hoặc là được thị hiện ở trong đường phố thì quý vị, thì đã mọi người đã biết đến rồi, thì thầy đã hoàn thành vai diễn của mình rồi. Giống như em nói đó, mình không có nói đúng cũng không nói sai, vì mỗi người một cái sứ mạng và mỗi người có một nhiệm vụ. Nhưng mà chúng ta nếu mà có sứ mạng đó thì làm, nếu mà có sứ mạng đó thì hãy nói những điều tốt đẹp, đừng nên nói những cái xấu, tại vì con người ai cũng có quá khứ đó. Thì bây giờ nếu mà nói cái điều xấu thì nó đã xảy ra rồi, quan trọng chúng ta nhìn trước mắt. Hãy đi, hãy chỉ dùng một bữa và hãy ngủ ngồi và hãy lượm nhặt những cái áo bên ven đường đó, thì giá lại thì mặc, và nửa tháng thì tắm một lần. Hồi lúc nếu mà thầy chưa xuất hiện thì cái hạnh đầu đà đó ngủ quên, không ai biết đến, thì nhờ thầy xuất hiện bây giờ mới mới người ta mới biết đến hạnh đầu đà. Thì nói chung mình cũng phải mang ơn thầy gì điều đó. Còn nếu mà nói về mà cô Hằng cô sẽ nói gì về thầy, nếu mà có quá khứ hay cái gì đó thì em nghĩ nó cũng không nên, tại vì cái điều đó đã qua rồi. Bây giờ cái hiện tại là cái gì quý vị? Hiện tại chúng ta sống trong năm 2024, mọi thứ đã được phơi bày rất là rõ, nhưng mà có những cái chúng ta cũng phải chừa cho mọi người một con đường sống, bất cứ là đúng hay sai. Dù cái này là nói chung cho cô với là nói chung cho thầy luôn, ai cũng có quyền được sống hết trơn á, ai cũng có quyền tự do ngôn luận, nhưng mà mình nói không tổn hại đến người khác và nói những điều tốt đẹp. Còn nói như vậy nè cũng gây ra cái giọng ngữ, và mà nói cái gì cũng nghe cũng một cái nghiệp, nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Thì dù gì cái gì
cái phước đức lớn nhất trên đời này không phải là để phanh phui hay là để phơi bày sự xấu sự tốt gì của mọi người, nhưng mà phước đức lớn nhất của cuộc đời này chúng ta đưa con người đến tu tập mà giác ngộ, mọi người đó đắc đạo luôn, là phước đức của mình nó lớn vô lượng hơn 1.000 xe báo trên đời này không có thể nào mà so sánh được. Nên cái điều mà tốt nhất là chúng ta nên tu tập đi, quay về chính mình, đó là điều tốt nhất. Còn thầy đã ẩn rồi, chúng ta đừng có lo ra nữa, nó không có hay. Tại vì sao quý vị, phải như á mà thầy cố tình làm cái gì á thì mình nên lo ra, cái chuyện nó đã ngủ quên thì thôi cho ngủ quên đi. Thì con người mà ai cũng có cái, mình nói là có lương tâm hết, việc mình làm đúng làm sai tự mình biết, nếu mà mình làm sai tự lương tâm mình biết cắn đứt. Nên đôi khi á chúng ta cứ thấy người khác mà vui vẻ cười tươi, nhiều khi ban đêm có những cái họ đã làm, có những việc đó, đến lúc nào đó họ đến lúc họ biết suy nghĩ và họ cảm thấy họ có lỗi thì tự nhiên họ sẽ quay đầu. Nên đôi khi cái chuyện gì vậy, chừa cho người ta một con đường là chừa cho mình một con đường. Thì em chỉ nói vậy thôi, em tốt nhất nên mọi chuyện đến đây là kết thúc, là em nghĩ là tốt đẹp cho cả đôi bên. Nam mô Di Đà Phật. Lúc Đức Phật á đi tu còn gặp được nhiều kiếp nạn, còn phải gặp nhiều kiếp nạn. Mỗi có nghĩ là kiếp nạn này là kiếp nạn cuối cùng của thầy Minh Tệ không ạ? Cái đó là em không biết đâu anh, tại vì mình nói gì là mình nói nó phạm nhiều lắm. Tại vì thầy là bậc thánh, mình không có đem ra so sánh là Đức Phật là Đức Phật, thầy là thầy. Nhưng mà nói đi nói lại á, thì mình là người, mình cũng còn kiếp nạn, thầy cũng có kiếp nạn của thầy, Phật có kiếp nạn của Phật. Nên là cái gì? Cái đó là gọi là nhân quả thôi. Nên ai sống trên đời cũng sống trong cái dòng nhân quả hết. Nên mình là người, mình thấy thầy như vậy thì mình tôn kính, thầy làm cái gì đúng thì mình tôn kính, sai thì mình lặng lặng, nếu mà sai thì cũng lặng lặng, mình im lặng vậy thôi. Bây giờ la làng nên làm cái gì, hoặc là nếu mà mình trách móc với làm cái gì thì cái chuyện nó đã lắng sâu lắm rồi, nên là tự giống như là báo chí hoặc là YouTube gì đưa lên thôi, chứ thật sự ra thầy đâu có biết cái vụ gì đâu. Mình nói có đầy tay hay là mình nói cái gì cho bao nhiêu thứ nó nhiều như thế nào, thầy có đâu có sử dụng mạng điện thoại di động đâu thầy biết. Nên tất cả mình nói là nó phản ngược lên mình nghe mà, chứ không ai nghe hết trơn á. Nên thôi chúng ta khép lại cái này đi, đừng có hỏi những cái vấn đề mà về thầy nữa. Thì chúng ta có cái thân phàm mà chúng ta cũng phải chịu kết quả là mình sẽ lão bệnh tử nữa, chứ đừng có nói gì kiếp nạn gì nó xa xôi lắm. Thì kiếp nạn lớn nhất của đời mình á là sống mà không biết được Phật pháp, để uổng một kiếp người. Và chúng ta biết được Phật pháp rồi mà chúng ta đi sai đường còn uổng thêm một cái kiếp nữa quý vị. Thật sự ra nếu mà nói đi nói lại á, em nhìn em biết, nhưng mà em nói cái gì bây giờ, nhiều khi cái minh sư dẫn đường sai rồi chúng ta nghe theo, chúng ta hiểu chập chờn, chúng ta nói lại nó bị sai. Thì khi mà hành căn á, sẵn em chia sẻ lý do làm sao mà em này em nói không có đụng chạm như thế này á, thì có người hành căn họ trải qua những giai đoạn nè. Em nói là sẵn hôm nay cái luồn xuống em nói luôn, chúng ta là người hành căn, nếu đi so sánh với thầy Minh Tệ nó khập khiễng cái chỗ này nè. Mình nghĩ là mình ngủ giỏng mấy tháng, một năm, quanh năm suốt tháng tính là ngủ giỏng là bình thường. Chúng ta ngủ ghế đá, chúng ta ngủ thức sáng đêm nè, có người thức sáng đêm để nói pháp nè, có người thì đi xe đạp, có người thì đi bộ, nhưng mà chúng ta đi bộ gì cũng vọt con dép. Và có người thì mình nói là làm công quả, móc cống hay làm những thứ việc thiện hoặc là chặt khúc nam rất nhiều. Và chúng ta đi so sánh với thầy thì dù chúng ta có công đức đó, nhưng mà so với thầy chúng ta đâu có ngủ ngồi được đâu, chúng ta đâu có không tắm được đâu, rất là khó ha. Và chúng ta đâu có ăn cơm một buổi đâu, rất là ít luôn một phần đó. Thì chúng ta đi so sánh thập khiển quá, có những người họ còn nhận tiền mà hay đóng nhận tiền. Dù gì dù chúng ta là người hành căn, những cái đau khổ trong cuộc đời chúng ta đã trải qua, thì thầy là một bậc mình tạm gọi là thánh nhân, mình đi so sánh thì mình cũng trải qua giai đoạn đó, và những người hành căn cũng đang trải qua giai đoạn đó. Nên họ phân tích cái người này bình thường, và cái này em đã nghe rất đầy tai em, à ông sư Minh Tệ này ông bình thường, không có cái gì đâu. Thì mình đâu có so sánh với mình được, mình ngủ giỏng còn thầy ngủ ngồi mà, mình thức sáng đêm thầy cũng ngồi, thầy kiểu là thầy ngủ ngồi nhưng mà thầy gật đầu là thầy đã tỉnh rồi, thầy không có dám để cho mình chìm sâu trong giấc ngủ, để cái tâm mình nó không có nhất tâm đó. Nên mình phải tán thán và mình không có nên bàn luận nhiều nữa, thì dù gì mình hành căn, cái hành căn của mình nó không có đáng kể gì với thầy hết trơn á đó. Thì mình đâu có thể nào so sánh và mình đi phân tích như vậy. Rồi có một chuyện mà người ta đi là người ta tự nguyện người ta đi, chứ không phải như thầy kêu lên phải đi theo tôi, mình tự nguyện hết chứ thầy. Đó giờ thầy mình nói đóng cái vai im lặng. Nên bây giờ nên em nói em nghĩ anh là đừng nên hỏi những câu hỏi về thầy nữa, nó sẽ hay hơn ha. Môi đẹp ạ. Người đời thường có câu á, gian sơn dễ đổi mà bản tánh khó dời. Nhưng mà nếu mình chúng ta mình có bước bước vào con đường Phật pháp, biết tu học, thì mình bản tánh mình có dần thay đổi được không Mùi Dung?
Thì bây giờ mình nói gì thì nó có sách nó có chứng đi. Anh thấy bây giờ lấy chính bản thân anh đó, giờ anh so với những năm tuổi trẻ anh háo thắng, nhưng bây giờ anh có thay đổi không? Thì anh trả lời đi. Cái đó là anh là nhân chứng nha, cũng thấy rõ về Phật pháp. Từ ngày em biết Phật pháp thì nó thấy thay đổi hoàn toàn, nhưng mà mình phải có chút nào để mình cho nhiều người ta hiểu thêm không? Tại vì nói như vậy nè, cái căn duyên không ai giống ai hết. Có những người họ tu nhưng mà họ còn nóng y gan là lúc chưa tu, và hôn người đời nữa là cái gì, cái chủng tử của người ta. Còn có những người họ xuống để họ học, họ ăn chơi này nọ, cuối cùng họ tu, nó khác, nên mình không có đem so sánh được. Nên em nói là có thể đổi không thì có thể, nhưng mà làm cái gì chúng ta có cái này nè để chúng ta suy nghĩ, chúng ta biết đúng sai, chúng ta phân định lại, rồi chúng ta biết cái đó là sai không đúng, mang tội nghiệp như gì không có tốt, rồi chúng ta dừng lại. Còn nếu mà chúng ta có cái này mà chúng ta không có sử dụng được thì thôi, chúng ta cũng giống như là những cái loài động vật rồi. Nên hỏi có thay đổi hay không là do tùy quý vị á, chứ tu thì phải tốt hơn chứ sao không tốt hơn. Sao không thay đổi, có lương tri thì chúng ta phải biết việc làm chúng ta làm là đúng hay sai. Nếu mà chúng ta làm mà chúng ta không biết cái đúng sai đó thì chúng ta phải nhờ người khác, hỏi người khác, chứ chúng ta đừng có làm bậy làm càng. Mình tại vì khi mình bị ảo tưởng hoặc là mình bị rơi vô cái ngã mạn đó, chúng ta nghĩ cho chúng ta làm đúng thì cái gì vậy, chúng ta còn rất là nhiều người xung quanh, chúng ta hãy chọn một người chúng ta hỏi, và người đó là phải người đạo đức, hỏi việc làm đó làm đúng hay sai, nếu đúng thì làm tiếp, còn sai chúng ta nên dừng lại. Đó là cái cách mà chúng ta quán xét lại. Còn cái việc mà thay đổi á, là tự ý mình muốn chứ không ai ép mình được hết trơn quý vị. Nên chúng ta có thể lên trời hay khi xuống địa ngục là do chúng ta hết á. Nên mình không có nói là tu mà phải năn nỉ tu, hay là phải khuyên, hay là phải kiểu ép quý vị tu. Quý vị tu cho quý vị chứ không phải tu cho ai hết á. Chúc quý vị một ngày an lạc. Thì clip này có cái gì sơ sức mong quý vị bỏ qua ha.